Xin chào chị Loan. Dạ. Xe của chú Hành hả? À? À, xe này xe chú của chú Vũ Linh. Wow, biết rõ ra. Không biết. Mình có thể là tham quan nội thất được không ta? Cái xe này mà phải nói là đăng kiểm là không cho đăng kiểm đó đúng không anh? Ủa, hôm nay có mình chị xuống hả? Anh chỉ có mình chị lái xuống rồi phải. Đi Hồng Loan. Đúng rồi. Phải không? Trời ơi, giờ bà hỏi phải không? Thế chị thấy em nói đúng không? Thấy chưa? Thấy trường hợp chưa? Ủa, anh em thấy chị Hồng Loan khó là quá mừng rồi. Chị có mua phô mai bò cười chú à? Mua ăn ngán luôn á. Quá tuyệt vời, chị tháo ra thì quét luôn hả chị? Quét luôn không? Có quét vô luôn không? Luôn á, để vậy. Chị hôm nay có chị ông xã xuống này hả chị? À đi nha. Dạ. Có cần em hỗ trợ không? Chị có nghe lo hát kỳ kỳ không chị? Cái lo hát hay kỳ kỳ đó không? Thứ hai em tới sao mà rớt mấy cái này xuống rồi em tại luôn á. Đi lại với bụi nè. Không rớt nổi ha. Đóng luôn rồi đúng không? Xa vậy thì sao hú được chị? Đi bên đây chơi, đúng rồi. Bị rào hết rồi.
như cái nước mưa xuống nó dẻ ha, nó dẻ cái nó cứng. Lúc cậu Năm còn sống thì nói thường nhất là Hà 15m Bình Dương xin kính chào cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của làng ở Bình Dương. Xin chào Lóc Tiêu. Chào ạ. Có anh em biết cái này là gì không? À, căn ướt để lau mộ. Cái đó hả thật hả chị? Cái hoa này như bị nai ăn này phải đúng không chị? Đúng rồi, cái này bị nai. Trời ơi, hồi nãy nó vô tới đây luôn á, ban ngày mà nó còn vô tới đây vậy. Chị biết cái hoa này không? Cái hoa màu đỏ nè, hoa hạnh phúc đó chị, của cái cô ở Tiền Giang. Họ là ý không biết gì được vậy. Nói chung là hôm nay cũng rất là vui, có chị Hồng Loan xã của chị lên đây để viếng mộ của cậu Năm Dũng Linh. Anh cho em biết tên của anh được không? Tên Hải. Anh Hải hả? Dạ anh đến đây mà kêu
cho em hỏi anh là khi anh đến đây thấy mộ của ba cũng như là người hâm mộ ở đây người ta để hoa rất là nhiều để viếng tổ ông thì con nếu anh cho cái suy nghĩ khi một cái chia sẻ của anh về tấm lòng của người hâm mộ được không anh? Nói chung là mình là anh thấy không, rất là sạch sẽ ha, rất là đẹp trang nghiêm. Dạ. Đến đây thì 15m Bình Dương xin ghép lại video này. Nếu mà các cô chú các chị xem video thấy hay hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15m Bình Dương ha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.